Hello, xin chào các đồng chí, anh Thiên, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ ba, Mountain Time, Bắc Mỹ. Trời mùa hè vẫn còn mùa hè. Mùa hè bên này thì nói chung là rất là dài. Mùa hè bên này tới khoảng cuối tháng 9, cái không khí mùa hè nó vẫn còn tới tháng đó. Chào anh chị em các bạn nha. Nói chung thì hôm nay là mình chia sẻ với cùng anh chị em các bạn về cái đề tài gọi là du học. Nhiều khi chúng ta thấy một số các bạn trẻ hôm nay đi du học ở nước ngoài, các bạn nghĩ rằng cái số du học sinh này sẽ là những cái gọi là thành tựu tương lai của đất nước. Thì theo tôi thì những cái nhóm du học sinh ở những cái giai đoạn đầu gần như là hư hỏng đó. Tại vì những cái cha mẹ Việt Nam mình sống vì cái sĩ diện rất là nhiều, muốn cho con du học, nhưng mà thật sự ra bỏ tiền bỏ của ra nó ra nước ngoài rồi nó hư hết trơn. Tôi tham gia trên các cộng đồng mạng tôi thấy nó hư hết trơn, không có điều khiển được tụi nó, không có chỉ dẫn và hướng dẫn tụi nó. Với lại những cái giai đoạn đầu mà khi những cái số mà du học sinh đó, anh chị em các bạn biết, cha mẹ ỷ có tiền cho con đi học nước ngoài, họ chỉ nghĩ cho con đi học nước ngoài vậy thôi chứ họ không có nhìn một cách sâu xa. Rồi cái sĩ diện nghĩ rằng qua đó nó sẽ học hành, đa số là tụi nó đi qua đó nó bỏ học, nó đi nó tham gia vào những cái mặt trái của xã hội rất là nhiều. Những cái cộng đồng mạng cách đây hơn mười mấy năm về trước tôi thấy, rồi nhiều khi nó tham gia vào những cái tổ chức phản động nữa, rất là nguy hiểm. Cho nên những cái lần sống mà du học sinh ở đời đầu thì nói chung là coi như là những cái nhóm du học sinh mà gọi thật sự mà đi học đó, mà thành công đó, mà thành tôi nói thành công ở lĩnh vực gọi là cái trường học á, về vấn đề học vấn á, thì ít lắm, rất là ít. Cho nên tụi chống cộng ở hải ngoại, tụi chống cộng cực đoan hải ngoại nó cũng lợi dụng cái này. Nó nói tại sao du học sinh đi học mà không về, là số mấy đứa này nó qua rồi nó cũng tiêu hao biết bao nhiêu tiền của cha mẹ ở quê nhà, mà những bậc cha mẹ ở quê nhà cũng sẵn sàng cung phụng tụi nó, rất là lấy làm tiếc. Những cái nhóm học sinh sau này nói chung thì cũng tạm được, đa số những cha mẹ lại có tiền, lại họ nghĩ rằng họ sẽ đưa con họ qua Mỹ học. Tôi thấy cái đi đi về về thường xuyên thì trong những cái chuyến bay mà từ Việt Nam qua lại Mỹ đó, có nhiều cha mẹ bỏ một năm, mà tôi nói chỉ có bạn biết nha, bỏ ra khoảng tôi nói giá chốt khoảng là 50.000 đô. Rồi có những lần tôi đi cái họ gửi con họ, con họ mới chuẩn bị đi qua để đang đi học đó chị các bạn, họ gửi cho đi trong chuyến đi, gửi gắm đường đi rồi qua bên đó làm sao sao đó, thì cũng ngồi nói chuyện tâm sự, mà cho học ở phổ thông cơ sở, gọi là học ở high school trung học á. Các bạn biết cái con cái của mình phải dạy nó, mình phải gần gũi nó, mình phải dạy nó học ở cái phổ thông cơ sở mà cha mẹ mà không có gần gũi để dạy dỗ. Các bạn biết qua bên này sau này nó lớn rồi, các bạn biết nó có thể quên nguồn quên cội mà nó quên đi cha mẹ nó luôn. Đây là những cái sai lầm mà những cái bậc phụ huynh hiện nay họ tốn biết bao nhiêu tiền của, các bạn nghĩ đi, từ lớp 9 mà nó học cho tới lớp 12, 9, 10, 11, 12, hệ 4 năm trung học đó, thì các bạn nghĩ đi, nó tốn kém biết bao nhiêu tiền của, chưa nói lên tới đại học. Mà trong khi đó cha mẹ thì không có quán xuyến. Các anh chị các bạn biết ở bên Mỹ này, con cái mà đi học mà cha mẹ không có gần bên nó để quán xuyến nó, dạy dỗ nó, nhiều khi nó học tới hết trung học rồi hả, nó ra đời bắt đầu nó sẽ thất bại triền miên, tại vì cha mẹ không gần gũi thì làm sao dạy con được. Đừng nghĩ rằng con mình sinh ra là mình có tiền là mình cứ đưa cho
trường học nó dạy. Ở bên này anh chị các bạn nó nhớ có con, nó lúc nào cha mẹ cũng phải góp một cái phần mà dạy dỗ con cái. Mà hiện nay cũng thấy một số cha mẹ ở Việt Nam đó, cách mà hàng Mỹ nó khuyến cáo, các bạn biết, nó nhận những cái đứa mà học ở trung học hệ 4 năm đó, từ lớp 9 tới lớp 12, các bạn biết, tôi thấy rất là đáng tiếc. Cái môi trường Việt Nam hiện nay nói chung tôi thấy, nếu mà những bậc cha mẹ mà có tiền có của dạy dỗ con cái mà học nên người, rồi sau này có tiền cho nó đi ra nước ngoài tu nghiệp và cho nó học thêm những cái kiến thức cao hơn, thì nó tốt hơn thay vì cho nó học từ ở trung học rồi cha mẹ thì không quán xuyến nổi, mất biết bao nhiêu tiền của anh chị các bạn. Hello, xin lỗi bị điện thoại cho nên rớt mạng. Thì tôi nói vấn đề mà du học anh chị các bạn, cho nên nhiều khi cái người Việt của mình hiện nay tôi thấy họ nhìn cái trước mắt, họ không có nhìn những cái xa. Họ nghĩ rằng cho con họ mình đến Mỹ học, cứ học là nó sẽ thành tài, thành nhân, rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên những cái số lượng học du học sinh hiện nay tôi thấy đi ra nước ngoài thì số thành đạt thì rất là ít. Các bạn biết rất là ít. Tại đời sống ở Mỹ này nó đâu phải là đơn giản đâu. Nhất là những cái đứa trẻ mà ở những cái tuổi mà học ở high school, nó cần cha mẹ chứ nó. Bởi vì các bạn cũng biết là ở bên Mỹ này những cái tụi da trắng đó, hai vợ chồng đó, mà gia đình nó mà trí thức đó, mà người chồng gia đình nó mà có con rồi đó, làm một có con đủ cái tuổi mà bắt đầu đi học rồi đó, là nó để vợ nó ở nhà. Người chồng hoặc người vợ, người nào làm lương cao nhất để đặng mà ủng hộ ở nhà, đặng mà dạy dỗ con, chứ nó không có buông lỏng ra đâu. Bởi vì tại sao cái số mà Mỹ trắng nó vẫn đạt ở những cái điểm cao và nó ra trường ở những cái kiến thức rất là cao. Các bạn nghe biết là ngay cả người Do Thái cũng vậy, về vấn đề giáo dục con cái của họ, họ chặt chẽ lắm, họ chặt chẽ lắm. Bởi vì họ đi khắp, họ bị gọi là cái quốc gia của họ mất, và các bạn biết họ đi tản lạc khắp năm châu. Nhưng mà cái truyền thống và cách giáo dục trong cái gia đình đó, họ giữ và họ dạy con cái của họ, cho nên những đứa con của họ lớn lên rất là thành công và rất là thông minh. Và cái sự giáo dục trong gia đình đó rất là chặt chẽ. Bởi vì các bạn biết tại sao chỉ trong 7 ngày đêm thôi mà họ đã quay trở về, họ đã lập lại quốc gia của họ. Sự đoàn kết và cái vấn đề mà cái kiến thức của họ rất là cao. Các bạn biết người Do Thái hiện nay họ đóng góp cái vai trò mà về phát triển của nước Mỹ, về những nền khoa học kỹ thuật cao, người Do Thái họ đóng góp rất là lớn, chứ không phải là gì, nó giỡn lắm. Bởi vì tại sao lúc nào thằng Mỹ nó cũng hậu thuẫn thằng Do Thái? Thằng Do Thái giống như là thằng con đẻ của Mỹ, nó bảo vệ Do Thái chứ lắm. Các bạn biết dân Do Thái nó đóng góp vào trong cái nền khoa học kỹ thuật cao của Mỹ rất là lớn, ngay cả về tài chính của Mỹ, chứ không phải là vừa đâu. Thì mình nói quay lại vấn đề mà du học, các bạn thấy đó, cho nên những cái bậc cha mẹ trong nước hiện nay cần phải thận trọng. Tôi thấy nhiều người đi qua bên này mới đưa con qua tìm được cái chỗ nhà cho nó ở, rồi đi về xong rồi những cái người ở bên Mỹ là người Việt rồi giao cho họ giữ con mình giùm, rồi nhiều khi có chuyện phải bay qua lại. Những cái chuyến bay tôi đi đó, gặp những người thấy tội lắm, ngồi nói chuyện, tôi mới vừa bay về bên bển nó không cho con tôi ở, giờ tôi phải bay qua trở lại. Và các bạn biết vô hải quan phi trường rồi nhiều khi không hiểu không biết đó, rồi ngớ thấy tội lắm. Rồi ra về phi trường con mình ở bên đó nó phải đơn độc một mình ở xứ người để đặng mà nó học hành. Các bạn biết hôm quốc bài vở rồi về nhiều khi cha mẹ cũng phải kèm, phải la, phải kèm giữ nó để đặng nó học, chứ đâu phải là giao cho ông chính phủ hết đâu chị các bạn, nguy hiểm lắm. Cho nên nhiều khi nó học hết trung học rồi
nó bị drop out rồi nó lên một nỗi, lúc đó tiền của biết bao nhiêu. Thay vì cái tiền đó tôi nói mỗi năm tôi nói lấy giá chót là 50.000 đô đó, tôi nói giá bèo nhất đó là 50.000 đó anh chị các bạn nghĩ đi. Tôi nói là không, 4 năm ở trung học thôi là tôi nói 4 năm trung học thì chưa tính tiền ăn tiền ở đó, tính tiền học rồi đó, thì hết 200.000 đô rồi. Các bạn thấy 500.000, 200.000 đô bây giờ là bao nhiêu tỷ rồi. Thay vì mình đầu tư, mình bỏ cái số tiền đó trong ngân hàng ở tại Việt Nam, đầu tư cho nó và cho nó học hành ở tại Việt Nam. Bây giờ Việt Nam cái vấn đề mà đòi hỏi khoa học kỹ thuật cao, nếu mình học giỏi ra ngoài ra trường không có đến nỗi mà khó khăn. Cái điều kiện, cái vấn đề quan trọng là mình có học đạt được cái điểm tối ưu không. Đấy. Cho nên tôi gửi cái thông điệp về vấn đề du học rồi đến những bậc phụ huynh cha mẹ ở Việt Nam cần phải suy nghĩ lại trước khi mà để con mình đã đi học bơ vơ ở xứ Mỹ này, nó chăm bề vất vả. Nhiều khi một mình nó ngay cả vấn đề ăn uống, chăm lo sức khỏe, học hành và cái vấn nạn xã hội Mỹ này nó đâu phải là đơn giản đâu anh chị các bạn. Nhiều khi mình nhìn bên ngoài thấy nó vậy, cha mẹ mà không quán xuyến nó vấn đề học hành, gần gũi với nó sẽ xa lánh cha mẹ và nó bị xã hội Mỹ đồng hóa nó. Và nhiều khi những cái nhóm băng đảng tệ nạn xã hội có thể len lỏi vào đồng hóa nó nữa, nguy hiểm lắm. Tôi nói cho các bạn, tôi hay thường chia sẻ có nhiều đứa bạn của tôi con nó đẻ ở bên Mỹ đó, mẹ đẻ ơi, nhiều đứa giờ này cà lũi đuổi con của nó rồi lấy tầm lum tà la rồi sanh con đẻ cái rồi hút chích gia nhập vào những cái băng đảng, ý là nó đẻ bên Mỹ đó, những cái đứa trẻ đó các bạn thấy. Cho nên ngày hôm nay đất nước đang phát triển và đổi mới, ở quê nhà còn rất là nhiều những cái cơ hội để giúp những đứa trẻ nó đứng trên đôi chân của nó và nó phấn đấu lên, nhất là nó gần gũi bên cha mẹ nữa. Ham hố dẫn con đi ra nước ngoài, cuối cùng các bạn thấy cuộc đời rất là bơ vơ. Các bạn nhìn thấy con bé Xuân Mai không? Tôi nói con bé Xuân Mai là một cái ví dụ đó. Ngày xưa các bạn thấy không, qua bên Mỹ rồi giờ nó có thành đạt gì đâu, đầu tắt mặt tối. Ngày xưa thì các bạn thấy nó còn bé, nó hát rất là nổi tiếng. Các bạn mà theo dõi những cái chương trình của con bé Xuân Mai về cuộc đời của nó hiện nay bố cực kỳ vất vả. Tôi chưa thấy những cái du học sinh nào mà thực sự mà qua bên Mỹ này mà nói nha, thực sự mà cái số lượng mà lớn đó, nói là 10% cũng chưa nổi nữa, gọi là thành đạt trên cái trường học vấn 10% không tới, không có nổi, kiếm không ra 10%. Thì các bạn nghĩ đi, bởi nên mấy cái đám mà trong cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại nó cũng lợi dụng mấy này, nó tại sao mấy giới trẻ nó đi du học mà nó không về, các bạn biết. Cho nên cái xã hội nó phức tạp, nhiều đứa nó lăn vào trong những cái như vậy, nó tìm cách nó ở lại, tại vì bây giờ cái sĩ diện rồi làm công việc gì cũng phải làm hết. Thành ra nước Mỹ bây giờ anh chị các bạn biết, vấn đề học vấn mà mình là người mà dân mà gọi là di dân đó, mà đến đây mà tìm cơ hội bây giờ nó cũng rất là khó. Nó vẫn ưu tiên cho cái dân địa phương nhiều hơn, nên nhớ là như vậy, nhất là dân Mỹ trắng, chứ không phải là các bạn nghĩ đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Còn mình là dân mà gọi là di dân mà chỉ là du học sinh thôi, mẹ kiếm công ăn việc làm cực kỳ khó để mình có thể cạnh tranh với lại cái dân bản địa. Những cái công ty nó thuê người cũng vậy,
nó không tội gì mà nó phải ra đó nó thuê dân di dân đâu. Nó cũng lựa chọn những dân mà địa phương nó ưu tiên ở những cái trường học cơ sở của những cái trường học mà của thuộc về địa phương, những cái học sinh mà nó tốt nghiệp ở địa phương nó vẫn ưu tiên hơn nhiều. Còn mà mình là du học sinh hay là mình là di dân mà sang Mỹ này, tôi nói chị mình nó là cả một cái sự challenge, là một cái sự đấu tranh và phấn đấu. Trong khi đó mình bỏ biết bao nhiêu tiền của anh chị các bạn này, thay vì cha mẹ đầu tư cho con ở tại Việt Nam, hướng dẫn những cái đường hướng nó đứng vững vàng trên cái thương trường Việt Nam, bây giờ nó còn rất là thoáng và rộng mở mà mình không khai thác được. Bây giờ qua xứ người ta mà mình đi khai thác thì tôi thấy hơi bị viển vông. Có nhiều người lên mạng nói cho rằng là tôi qua Mỹ tôi đã thành công. Thế nào là thành công? Tôi đã chia sẻ anh chị các bạn thấy thế nào là thành công. Qua Mỹ dắt cái cày đi cày đội tắt mặt tối, ô tôi đã thành công rồi, tôi mua được cái nhà, cái xe, tôi có được cái những cái thứ mà vật chất như vậy là tôi đã thành công rồi. No. Anh còn vẫn phải trả nợ, anh còn vẫn phải làm đầu tắt mặt tối để đặng mà trả những cái bill, những cái hóa đơn, những cái cuộc sống tất tần tật thì anh không thể nói là anh thành công được. Nếu mà công ăn việc làm mà nó không ổn định thì lúc đó cái sự thành công của mình nó rớt vào đâu, nó không có cái sự gọi là an toàn nào hết. Thì không thể là nói là tôi sang Mỹ hay ra nước ngoài tôi là người thành công khi tôi có nhà, có xe, có cửa. No. Cái nhà ở bên Mỹ đó là một cái nơi để mình trú ngụ, cái xe là để mình một cái phương tiện để mình gọi là sử dụng nó trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên không nên ngộ nhận vấn đề thành công như vậy. Nhiều người họ tưởng đâu thật qua bên Mỹ tôi đã thành công rồi, kha, tôi mua được chiếc xe, kha, tôi thành công rồi. No way. Tôi mua được cái nhà rồi, tôi đã thành công rồi. No. Anh vẫn phải trả bill, trả nợ, trả mortgage 15, 30 năm. Nếu mà anh trả 5 năm, nó gọi là 5 năm, 15 năm là anh amortize. Anh amortize có nghĩa là anh trả gọi là tiền lời, anh trả sặc máu luôn. Trả tiền lời không á, anh trả sặc máu luôn. Khi mà anh amortize, anh stretch out, anh kéo dài ra cái nợ. Anh chị các bạn anh nhớ vậy, kéo dài cái nợ ra. Cho nên chưa thể gọi là thành công được. Thành ra là mình chia sẻ về hôm nay vấn đề du học anh chị các bạn. Chúng ta cần phải cẩn thận vấn đề này nha. Nhiều người tôi thấy bỏ tiền bỏ của uổng quá. Bỏ chỉ vì sĩ diện con tôi đi nước ngoài, con tôi học ở nước ngoài. Mà uổng, tiếc. Tôi thấy mà tôi tiếc cho họ. Tiếc vô cùng. Nó sắp gậy, cảm ơn. Tôi nói con của tôi dạy nó học hành, mình nó lên đây học năm nay bước vô năm thứ ba rồi mà tôi còn rung cập cập. Mong là nó học làm sao mà ra trường mà nó có công ăn việc làm ổn định là mình đã mừng rồi. Tôi nói cho các bạn, ý là nó học bây giờ là nó được học bổng không á. Nó mà không có học bổng tôi trả năm cũng cả 50.000, 30.000, tốn kém kinh khủng lắm. Hay vậy, cho nên cần phải làm bài toán. Quý vị nên cần phải làm bài toán trước khi cho con mình. Nó vấn đề mà du học bên cái xứ Mỹ này hay là ra cái đất hải ngoại cũng vậy, nó cả một cái quá trình phấn đấu chứ không phải là giỡn. Thôi thì là mình
chia sẻ với anh chị em về vấn đề mà du học ở bên này để mình mở rộng, và là mình sẽ nghiên cứu thêm để chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề mà du học và đời sống ở bên Mỹ, để mình mở rộng tầm mắt, cùng chung nhau học hỏi những cái sự hiểu biết. Thì thôi là mình chào anh chị các bạn nha. Bye bye.